Đây, hôm nay về được có hơn chục cây đâu. Hơn chục cây thì sẽ lên cho mọi người xem. Thực tế ra thì mình về được nhiều nhưng mà có một ít hàng nó thật các bạn là toàn hàng đời thấp. Mấy cả vỡ kính của cửa hàng, mấy cửa hàng kiểu như là họ biết mình bán được ấy. Có một số khách hàng tệp mua thanh lý ấy, thì nhờ mình bán hộ nhưng mình chưa có thời gian dọn nó lên. Đấy, thì một vài hôm nữa thì mình dọn được thì mình sẽ thanh lý. Nên quanh toàn 1 triệu thôi nhá. Đấy, còn hôm nay thì đây được từng này. Chị sẽ lên cho mọi người xem nhá. Đầu tiên là một con XS Max 64 ghi pin 100, 6 triệu rưỡi. Máy zin thì thức đẹp 98, 99. Hiện tại con này đang pin 81% nhá. Nếu các bạn để nguyên pin 81 thì mình sẽ trừ 200 nghìn là còn 6 triệu 3. Đấy, và khi nào các bạn muốn thay thì lại cộng thêm 200 nghìn. Lại thành 6 triệu rưỡi nhá. Tiếp theo là một con 12 thường 64 GB bản VN. Con này thì pin 100 nhá. Pin 100 thì là pin thay rồi. Hình thức con này chỉ được 97 98% thôi. Máy thì mình bao zin trừ quả pin. 7 triệu rưỡi nhá. 7 triệu rưỡi. Tiếp theo là một con 12 Pro 128 GB. Bản Mỹ. Và pin con này là 89%. Pin 89%. Máy zin full. Hình thức con này được 98, 99, 10 triệu 500. Mình chưa lau đi, bẩn chưa lau nhé. Tiếp theo một con 11, 64 GB pin 85%, máy zin 7 triệu 7. 11 Pro nhé, 11 Pro. Máy zin full thức đẹp 99, 7 triệu 7. Tiếp theo là 12 Pro Max 206 GB. Hôm nay lại về thêm được một con nữa. Đấy, cũng bao zin trừ quả pin. 13 triệu 500. Hình thức đẹp 206 GB. Bao zin trừ quả pin thôi nhé. Tiếp theo là con Oppo A54 RAM 4 bộ nhớ 128. 2 triệu. Đây mình bỉnh, mình chưa cả lậu rồi. Nhà mình các bạn biết đấy, nhiều việc lắm. Nhưng ai đến nhà mình thì mua hàng rồi các bạn biết. Nhà mình mở hàng từ 8 giờ sáng đến mình làm trước mình làm 2 3 giờ sáng vẫn đông khách vẫn bán được hàng. Riêng đặc thù mình như thế. Bởi vì mình ở phố cổ, phố người ta đi chơi đêm mà. Tây tủng mua liên tục. Bận lắm. 2 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là Samsung S20 Ultra. Bản Việt 2 SIM. RAM 12 bộ nhớ 128. S20 Ultra. Máy zin full hình thức 98. 6 triệu 7. 6 triệu 7. Samsung A23 5G. Con này bản RAM 6 nhá. Hôm qua về con là bản RAM 4 đó. Con này 3 triệu. Máy zin full hình thức đẹp. 98, 99. 3 triệu. A23 5G RAM 6. Tiếp theo một con Note 10 Plus. Bản Hàn. RAM 12 bộ nhớ 206. Con này đã thay cái lắp lưng rồi nhá. Thay cái lắp lưng rồi. Thanh lý 5 triệu 2. Nói chung Samsung ý, thì những ai hay dùng Samsung các bạn biết đấy. Nó toàn bong cái lắp ra. Nói chung nếu mà nói về thay lưng ý, thì Samsung an toàn hơn là iPhone. Đấy, nhưng nếu thay màn thì iPhone lại an toàn hơn Samsung. Đấy. Tiếp theo một con Vivo RAM 2 bộ nhớ 32. 900 nghìn. Máy zin đẹp. 900 nghìn. VinSmart Lite 4 RAM 664 1 triệu rưỡi 1 triệu rưỡi. Note 20 Ultra. Con này màn mình vừa bóc ra đẹp lắm. Note 20 Ultra nhá. Nhưng mà con này có một cái tật này này các bạn nhìn nào. Các bạn nhìn thấy một cái đường kẻ vàng thế này chưa? Nhưng nó không phải là ấy đâu. Nó kiểu bị già màn, không phải già màn, khó tả lắm, nhưng không phải là bị kẻ màn. Chắc chắn không phải kẻ màn mà cũng không phải giá màn. Ôi bình thường con này nó đang là 8 triệu rưỡi. À 8 triệu. Thì con này mình thanh lý 6 triệu rưỡi thôi. Hình thức đấy cũng có. Trầy xước cũng có này. Các góc có này. Được cái màn hình đẹp. Nó dáng cường lực mà đẹp. 6 triệu rưỡi nhá. Tiếp theo là con Redmi Note 7. Con này ép kính rồi. 900 nghìn. 900 nghìn nhá. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ lên giới thiệu máy ở 11A An Dương nhé.
Ok mọi người nhá. Tiếp tục làm mặt hàng ở 11A An Dương. Đấy, qua về được cả. Hôm nay cũng ở đây cũng mua được con máy đâu nhỉ? Ok. Tiếp tục bên giới thiệu hàng bên mình. Máy. Ok. Đầu tiên là XS. XS thì bên mình 64 ghi là dao động 5 triệu. 256 GB thì dao động là 5 triệu rưỡi nhá. Các bạn nhớ là dao động vì ở 95 Phúc Tân ấy mình cũng có rất là nhiều nhá. Thế thì mình nói giá dao động mặt hàng nó ít thì mình quay đích thị từng cây một thì nó dễ. Còn đây nhà mình nhiều. Như hôm nay anh khách anh gọi điện cho mình nhưng anh ấy đặt mua con máy. Mình đang gọi là dao động tức là có con còn chưa đến. Đấy. Có những con lại hơn thế tùy vào tình trạng hình thức. Tiếp theo là 11 Pro. 11 Pro cũng vậy nhá. 64 GB thì dao động là 7 triệu rưỡi. 256 GB thì dao động là 8 triệu rưỡi. Đấy. Tùy hình thức. Và ở 95 Phúc Tân thì mình còn rất là nhiều. Đấy. Tôi là cũng sắp Tết rồi mọi người tranh thủ đi mua đi. Mua ủng hộ mình đi nhá. Bởi vì mình nói thật các bạn là mình đi nhập hàng cũng đang rất là khó nhập. Tiếp theo là XS Max. XS Max 64 GB thì bên mình nhiều lắm nhá. Dao động 6 triệu rưỡi còn 256 GB thì dao động là 7 triệu rưỡi. Nói XS Max nhé. Các bạn mà nhìn thì mình có một số cây ấy, có một số cây ấy là mình điền giá cao hơn bởi vì mình chia sẻ thật các bạn là các bạn mua online thì mình không mất tiền chi phí cửa hàng thì mình bán giá rẻ chứ còn các cái cửa hàng đi thuê này mà bán giá theo kiểu giá online ấy, thì không thể tồn tại được, không thể tồn tại được. Đấy là một sự thật. Thế là nhiều khi bán online này thì giá ưu tiên hơn đấy, giá ưu tiên hơn nhá. Tiếp theo là XR. XR đây thì mình có 3 cây. Còn với ở nhà cũng nhiều nhá. 64 GB là 4 triệu 8. Còn 128 GB là 5 triệu 3. XR trên nhau là khoảng 500 nghìn. Thì đi lên 3 mà 4 rồi. Chẳng phải mà test. Tiếp theo là 11 thường. 11 thường 64 GB. Dao động 6 triệu rưỡi còn là 128 GB thì dao động là 7 triệu rưỡi nhé. 11 thường. Nói chung 11 thường là nhìn đầy đủ màu sắc, dung lượng nhiều lắm. XS 14 Pro Max bản Mỹ pin 96% 512 GB 23 triệu máy zin full thì thích đẹp. XS 14 Pro Max 23 triệu. XS 13 Pro Max 128 GB máy zin full hình thức 9798 bản VNA 15 triệu 300. XS 12 Pro Max thì nhà mình nhiều lắm. Ở đây mình có tiêu biểu 3 cây thôi. 128 GB thì dao động là 12 triệu 500. Còn 256 GB thì dao động là 13 triệu 500.
13 Pro, bảng VN pin 85%, máy zin full, mặt nâng sau nó hơi nhám nhám. Do dùng ốp, quan trọng máy zin chất nhé, 15 triệu. Rất là lý. Mười một Pro Max 64 GB thì dao động là 9,5 triệu, 256 GB thì dao động là 10,5 triệu, là 11 Pro Max. Chung ngày nào chỉ báo giá sơ qua nữa, ngày nào mình cũng quay, tranh thủ lúc dọn hàng mình sẽ quay luôn cho các bạn. Nếu mỗi hôm mình sẽ quay một cửa hàng và mình chỉ báo giá sơ qua thôi, còn cái hàng mới về ấy, thì mình mới quay chi tiết. Đấy, và các bạn mình xem chi tiết con nào thì các bạn biết rồi đấy, bên mình có một số Zalo đó là 056688 99 để các bạn có thể nhắn tin qua, bên mình chụp ảnh cho các bạn xem nhé. 13 tường pin 87%, còn lại 12 triệu. Con này 12,3 triệu, giảm 300 là còn 12 triệu. Máy zin đẹp, 13 tường. Mười hai thường pin 100, pin 100 thì chắc chắn pin thay rồi, hình thức đẹp, 64 GB, 8 triệu, bản VN nhé. Mười hai Pro quá hợp lý, 128 GB chỉ dao động là 11 triệu, 256 GB thì dao động 12 triệu. Bên mình có đầy đủ màu sắc nhé và rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay nói thật các bạn là mình bán quá chạy luôn. May hôm vừa rồi về được một lô hàng. Không thì không biết là lấy hàng ở đâu. Tết nhất. ST3 64 GB, 3 triệu, 128 GB là 3,2 triệu. Xin lỗi bạn ST2 nhé. Tám Plus 3,8 triệu, máy zin full, xin lỗi các bạn, men zin và màn zin, còn vỏ con này thay rồi nhé. Như năm ngoái mình tối 30 còn kiểu người ta không có tiền tiêu Tết ấy. Người ta còn gọi mình nhập, mình còn đi nhập được đầy máy cơ mà, tối 30 luôn ấy. 7 Plus 128 GB, máy thay vỏ 3 triệu. Không có hàng mà bán luôn. Bởi vì nhiều khi các bạn đi so sánh giá rất là khó. Thường cái giá các bạn so sánh mình còn nhập vào cũng không được. Còn liên quan đến chất lượng máy nữa mà. Samsung A14 5G bản Việt 2 SIM. 3 triệu RAM 4 bộ nhớ 128. Máy zin đẹp. A14 5G. 3 triệu. Đây ví dụ như con này ở quán mình phải bán 32 chứ mình bán 3 triệu thì không đủ tiền nhà. Bởi vì chia sẻ thật các bạn nhé, cái cửa hàng này của mình 15 triệu một tháng, 15 triệu một tháng tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên. Đấy, xong là lại còn tiền đầu tư ra hao mòn. Một tháng làm nãi ra 38 triệu là hòa, đủ tiền nhân viên. Tức là phải làm một tháng phải từ 38 triệu trở lên mới có công. Đấy. Và nhiều bạn thì mình bảo là đây, cửa hàng trong này thôi các bạn ấy, nhưng mà có 12 mét vuông các bạn nhé. Có 12 mét vuông 15 triệu một tháng đấy các bạn. Đấy. Nhiều bạn bảo là đã có một số bạn bảo mình nó phết. Nhưng mình chia sẻ thật các bạn nhé. Mình đã từng thuê cửa hàng 48 triệu một tháng, đóng tiền một năm nhá. Và gì các bạn biết không, mặt tiền của nó chưa được đến 2 mét, chiều sâu của nó khoảng 4 mét và một cái gác xếp nhỏ nhỏ. Đấy. Samsung A13 RAM 4 bộ nhớ 64 2,5 triệu bản Hàn, zin đẹp,
Samsung A71 bản Hàn 8128 3,5 triệu. Redmi 10 RAM 4 bộ nhớ 128 2 triệu, con này thay vỏ rồi nhá. Redmi 9A RAM 464 1,5 triệu. Thật các bạn là cái thời mà trước khi dịch nhà mình có nhiều cửa hàng ấy. Nếu mà tiền mình đóng hàng kiểu đóng tiền nhà ấy, nó là quá là khủng luôn, nhiều khi không muốn nói. Samsung A21s RAM 3 bộ nhớ 32 bản Hàn 2 triệu, máy zin đẹp. Ngày xưa cái thời mà mình chưa lên Hà Nội nhé, thì mình có một thằng bạn nó cũng bán hàng ở phố cổ, mình hỏi nó bảo nó thuê 21 triệu một tháng, mặc của nó mặt tiền thì cũng có bao nhiêu đâu, mặt tiền của nó chỉ được khoảng chưa được 2 mét, chiều sâu khoảng 3 mét. Đấy, chiều sâu khoảng 3 mét. Đấy. Và các bạn biết không, mặt tiền nó là nhìn ra Hồ Gươm, 21 triệu một tháng. Nokia C30 1,2 triệu, máy zin đẹp. Mình bảo ôi thôi thế thì không biết là làm ăn cái kiểu gì. Nhưng khi mình lên Hà Nội rồi mới thấy là nói chung tiền nào thì của đấy hết các bạn. Không bỗng dưng các bạn bỏ ra một con máy thị trường mới đang 11 triệu mà các bạn bỏ ra cả 9 triệu mới cả 9 triệu rưỡi mà mua được máy ngon đẹp thì không bao giờ có. Bởi vì cái giá đấy thợ cũng chẳng mua được. Poco X3 LFC RAM 6 bộ nhớ 128 2,8 triệu. Mình có cái cửa hàng các bạn biết không? Mình có một cái cửa hàng thuê mặt tiền 90 phân. Mặt tiền 90 phân các bạn 18 triệu một tháng. Sâu đổ khoảng 2,5 mét. Thì các bạn tưởng tượng xem mặt tiền mà 90 phân thì kinh doanh cái gì, buôn bán kiểu gì mà mình vẫn làm được đấy. Đó. Windows 5 RAM 6 bộ nhớ 128 máy zin đẹp bản Hàn 2,8 triệu. Nói thật nhiều khi là ngày xưa mình chưa lên ấy, thì thằng bạn nó về nó kể thì mình bảo cũng không hình dung ra nó tồn tại kiểu gì. Nhưng đến khi mình lên Hà Nội rồi mình mới thấy là thực ra là Hà Nội rất dễ kiếm tiền, chỉ có điều là trí của bạn đến đâu và bạn có chịu khó hay không thôi. Trừ những trường hợp ngu quá thì không nói. S20 Plus bản Mỹ 5,5 triệu ra 12 bộ nhớ 128. Note 9 bản Hàn. Con này là thôi để cho các bạn 3 triệu rồi nhé. 3 triệu máy zin đẹp Note 9. Note 9S, Redmi Note 9S RAM 464 2,4 triệu. Samsung A31 bản Hàn 2,5 triệu máy zin đẹp. Note 10 bản Hàn RAM 12 bộ nhớ 256 4,4 triệu. Oppo A12 RAM 3 bộ nhớ 32 1,2 triệu. Huawei Nova IE RAM 464 1,7 triệu. Samsung A12 bản Việt 2,4 triệu, bản Hàn 2,3 triệu. À nó bản Việt bây giờ mình giảm 100 rồi là 2,3 triệu nhé. K90 5G 3 triệu bản Hàn máy zin đẹp. Q61 RAM 464 2 triệu máy zin đẹp. Xiaomi 7 RAM 8 bộ nhớ 128 2,8 triệu. Samsung A33 5G 3,8 triệu bản Hàn máy zin đẹp. Oppo A73 2 triệu con này thay vỏ rồi nhé. Oppo A57 RAM 464 máy zin đẹp 2,7 triệu.
Samsung M33 5G bản Hàn 3,6 triệu, máy zin đẹp. Các bạn mở ra một cửa hàng này chi phí nó nhiều lắm, bởi vì mình thuê mà, bây giờ chẳng qua là nhân viên nó chưa về thôi, thì mình đứng đây mình bán tạm, với cả mới khai trương thì mình cũng gọi là mình đứng ra mình trông đó. Để gọi là làm đến khách đã nhá. Ok, mọi người muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo bên mình nhá. Thank you mọi người đã lắng nghe. Đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh của mình nhá. Thank you so much.